Hôm nay mọi người có thấy chúng tôi có gì đó khác biệt không ạ? Chị thấy em điệu quá điệu. Thật sự thì anh không quen hình ảnh này của em. Bồ hả? Người yêu hả? Không phải, hay em thích ta? Đơn phương. Không có. Khi ta ở hai diện đất nước ở, khi ta đi đất hoang tâm hồn. Một kim cương được không? Dạ được á. Em, con bé này nó trời ơi nó dại trai dễ sợ luôn á. I love you. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Tiên. Là nắm tay nhau đúng không? Tình cảm tôi dành cho anh là chân thật mà anh đối đãi nó như vậy sao? Mình là Ngọc Loan. Từ từ đi. Em là diễn viên Ngọc Hoa. Em quá trang em diễn kịch đúng không? Bạn tên Ngọc Loan. Cái Ngọc Loan đó là tiếng miền Tây á. Anh học trường Thoại Ngọc Hầu đúng không? Hoại Ngọc Hầu chứ không phải là Thụy Ngọc Hầu. Cái này là gì vậy Tiên? Nấm rơm. Em nói với anh rồi, anh đừng có học tiếng Việt từ em. Hỏi ba câu hỏi. Chứ thật ra là anh kêu Trung xuống cũng không làm được gì đâu. Ủa gì vậy? Thế mạnh của Trung là hoạt ngôn. Cho nên là ngôn ngữ sẽ rất là nhiều. Hỗ trợ người bạn của mình nha. Ok. Nhường cho anh. Trời ơi sao em chắc em trả lời đúng được. Bên đây đọc thêm một bài thơ nữa có được tặng thêm một viên kim cương không? Không. Trả lời cho vui. Thì vui rồi. Hồi nãy mà vui vậy là có kim cương rồi. Em hay nghĩ đó là người yêu cũ của em. Em thấy là đút thêm vài miếng dưa hấu nữa hết giờ là kịp luôn á. Trùng xuống cũng không làm được gì đâu. Cùng đón xem nhấp nhá tùy tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.